Hello, hello cả nhà. Cả nhà ơi, hiện bây giờ là Chế đang ở vườn quýt Lai Dung nha. Quá trời quýt luôn cả nhà ơi. Quýt quá trời quýt luôn rồi. Một cái vườn quýt Chế vô, Chế muốn té xỉu đây luôn vậy đó. Quá trời luôn nha cả nhà. Đây, vườn quýt Lai Dung nha cả nhà ơi. Vườn quýt hồng Lai Dung nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Quá trời rồi. Quá trời quýt rồi nè. Ồ, cái này, này chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Ủa cái bên đây nắng nó dội quá, xù khu quá. Đây cả nhà ơi, quýt quá trời nè. Đây, quá trời cái vườn quýt chứ vô chứ mà. Úi da, bị quýt đâm rồi. Úi da đau quá. Chui vô bị quýt đâm đau quá. Đây cả nhà thấy quýt đẹp không? Quá trời cái vườn quýt ở Lai Dung luôn nè. Đây, 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 xuất sắc chưa? Tuyệt vời chưa? Quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời quýt luôn rồi. Đây một cái vườn quýt quá trời sum xê trái luôn. Chỉ vô chứ muốn xỉu trong vườn quýt này luôn rồi nè. Trời quá trời rồi. Chắc chết chứ cái vườn quýt này quá à. Đây nè. Cả nhà ơi quá trời quýt rồi. Ai ăn quýt hồng Lai Dung không nha. Tết chưng là hết sảy luôn. Chế sẽ cho lên sản phẩm đời sống chợ đêm luôn được không? Đây. Đây. Chế đi Lai Dung nè Hà Vi. Quá trời luôn rồi. Trời ơi cái vườn quýt quá trời không thể tưởng tượng được. Cả nhà ơi quá trời đẹp luôn rồi nè. À anh thư quê hương em hả? Chứ đâu có biết đâu. Chứ đi qua đây nè quá trời cái vườn quýt rồi. Ôi quýt quá trời. Quýt nhà ai chín đỏ cây. Hỡi em đi học hay hay má hồng. Đó cả nhà thấy chưa? Quá trời quýt chưa? Đây quá trời quýt luôn rồi nè. Thôi ôi mê luôn cả nhà ơi. Thôi chết rồi. Đây đây. Đây cả nhà ơi quá trời rồi nè. Thôi quá trời quýt rồi nè. Đây Lai Dung đâu có ghé Đồng Tháp Sa Đéc được. Đây thôi chết rồi, thôi chết rồi. Đây mê chưa, mê chưa, mê chưa cả nhà. Quýt rất là ngọt nha. Trời ơi thôi chắc chết quá à, cái vườn quýt này rồi. Trời ơi đây cả nhà ơi quýt nè. Ủa cho anh chế quýt đó đi, nó bị gì vậy? Bị rụng phải không? Cái này cưng cho nha. Ôi cả nhà ơi. Hả? À vậy đó hả? Ôi vườn quýt quá trời rồi. Đây quá trời cái vườn quýt rồi. Đây đây thấy chưa? Ai mà đi vô cái vườn quýt này là thôi té xỉu luôn. Đây. Đó quýt quá trời luôn. Đây. Đó mê chưa? Mê chưa cả nhà? Bảo đâu rồi? Bảo ơi. Kìa Bảo đang nằm bên kia kìa. Đó, Bảo Bảo lê hái quýt mệt quá rồi. Chế bán bình thường nghe cả nhà. Chế bán luôn chứ đâu có gì đâu mà khai trương. Có nghĩa là 30 30 Tết chế nghỉ, mùng 1 chế bán lại. Thôi Hạ Vi ơi, tối rồi nè. Quá trời quýt luôn Hạ Vi ơi. Chế mê cái vườn quýt này quá trời rồi. Đây, cả nhà thấy chưa? Đi ngang cũng đụng quýt, đi lên cũng đụng quýt, đi qua cũng đụng quýt, đi lại cũng đụng quýt. Một cái vườn quýt hồng ta nói, trời ơi, chắc bán chắc mấy tỷ bạc quá. Đây, 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 thấy chưa, ngon chưa? Quá trời cái vườn quýt rồi cả nhà ơi. Đây, quá trời chưa? Thôi chết rồi, quýt gì mà dữ vậy trời. Thôi chết rồi. Đây nè, hái một trái nè. Trái là được ưu tiên nha. Ê, khu này là chỗ nào quýt nhiều? Dạ, Đây. dưới Ờ. Bảo ra đây coi Bảo. Chế bánh tét thôi, bánh tét, bánh ú thôi, không có bánh chưng nha. Đây, cả nhà thấy chưa? Thấy vườn quýt chưa? Đây. Chị ơi. Chị xách vỗ quýt. Chị đem ra đây. À anh Phương Hồ hả? Mua nhiều chứ gửi lên cho. Đây đây. Đây đây cô chủ lại đây coi. Nhưng mà lại đây nè, đem cái xô quýt lại đây. Trời, cái chuyện chủ cũng chủ không thành vấn đề. Nhưng mà đưa cái xô quýt đi. Cô xách ta ba mô. Đây. Nói Đây em đây cho quýt, đây quýt này đây.
Ê, cả nhà thấy quýt mê chưa? Được hái luôn nghe. Hỏi con Phụng nó gọi gì vậy? Hỏi con Phụng nó gọi gì vậy? Ừ, đang live stream mà nó gọi nè. À, Phương Hồ á, để tối về chế gọi nói chuyện nha. Đây, trái đẹp nè. Phương Hồ mua mấy thồn. Chế mua chế đóng lên cho rẻ lắm. Trời ơi, ai chứ Phương Hồ mối của chế mà. Mối dễ thương của chế mà. Mua nhiêu cũng có hết. Bao nhiêu cũng có hết luôn nha cả nhà. Ai mua bao nhiêu thùng, bao nhiêu tấn cũng có luôn. Đây. Trời ơi, thôi cả nhà ơi, cả nhà nhìn cái vườn quýt nè. Là mê rồi. Đây. Đó, mê chưa? Đây, quýt nè. Đây, 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 quýt rất là ngon. Quýt luôn nha, đây. Quá trời cả nhà ơi. Trời ơi, đi bên đây cũng gặp quýt. Bên kia cũng gặp quýt. Chỗ nào cũng gặp quýt hết. Coi nè. Ăn hả rồi, để chế lột cho ăn thử nè. Nha. Yeah. Đúng rồi, Phương Hồ, để gần Tết á mua. Mua chân mà. Đúng không? Quá trời đẹp luôn. Mê cái vườn quýt này rồi. Cây nào cái nấy chuyển quả. Cái gì? Bảo đâu? Đây nè, cái chùm quýt đẹp quá nè Bảo ơi. Đây bảo nè, Bảo cầm chùm quýt này chụp hình coi. Đây, 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 đây. Trời ơi, Bảo mê rồi. Bảo mê vườn quýt rồi. Sao giờ sao mê? Bảo trai. Trời ơi. Trai trái bự gì mà không thích hả? Nè, Bảo lột cái này ra cho cậu Giao ăn coi. Đó. Vậy đó hả? Ê, có được cái vỏ thôi. Rồi. Bỏ cái vỏ gọn lại. Đây, quá trời luôn nha cả nhà. Quýt nè, quá trời chưa? Bảo đang hái quýt nè. Ok, Phương Hồ. Đối với ai, Phương Hồ chính ta đặc biệt tối về cho nói chuyện. Nha. Nhà vườn Hai Kiệt nha. Để được cô Giao ăn muối coi. Dạ. Đây. Không có bị chai nha cả nhà. Quýt không có bị chai nha. Bỏ lột cái gâu này ra cho cậu Giao đi. Dạ. Mê không cả nhà? Một chùm quýt vậy là cỡ mấy kilo đó. Thôi quá trời mê rồi coi nè. Vườn này ở Lai Dung nha cả nhà. Rồi được đây bạn. Rồi bảo ăn đi ngọt ngay nha. Đây ngọt á. Quýt ngọt. Chế là cái gì ngon chế mới em. Mới chào hàng. Đây. Đi phải khòm xuống để quýt nó đụng đầu. Đúng rồi, quýt quá trời luôn, mê lắm. Nè, đó. Hai bên nè. Đó, cả nhà ơi. Ngọt, ngọt lắm, ngọt lắm. Tới đây hết rồi hả? Ê, tới đây hết hả cưng? Tới đây hết rồi hả? Ở đâu? Thôi cô Giao đi đâu được. Nó có mấy cây tràm sao đi. Mê lắm nha cả nhà.
bên mấy bạn bé này nữa lại chạy. Nhưng mà bệnh nhiều không? Dạ cũng nhiều. Dạ hả? Ở đằng trước một chút. Còn họ đi ra đường nào về? Đường đó luôn. Ok. Đúng rồi, cái gì cũng phải có thuốc nó mới có trái chứ không có thuốc sao có trái được. Thôi quá trời mê vườn quýt rồi. Trời ơi cả nhà ơi, một cái cây quýt mà trái nó gì nè. Đó, gì nè. Mê không? Đó. Ngon không Bảo? Nè Bảo nói ngọt nè, đứng đó đi. Khách ta hỏi ngọt không kìa, Bảo nói cho người ta biết coi. Ha, ngọt rồi nó chua. À. Không, chứ lên hội chợ bán không nổi. Ủa mình đi đường bên kia ra cũng được hả? Bên kia nhiều không? Bên đây dãy này nhiều không hả? Hả? Đẹp. Đẹp quá cả nhà ơi. Quá trời luôn rồi nè. Mê luôn rồi nè, kiểu kiểu quả luôn nè. Trái này nó bị hư nè. Bên kia không có nhiều bằng không? Bên nào? Bên đó, bên kia kìa. Trời ơi, từ gốc tới ngọn luôn nha cả nhà. Bên đây quýt, bên kia quýt. Xây qua xây lại quýt. Bóng qua quýt luôn. Kệ, phải có thuốc sâu chứ. Thời buổi này không có thuốc sâu lấy gì mà cây nó có trái. Trời ơi. Phải có thuốc sâu. Không có thuốc sâu làm sao có trái ăn. Trời ơi, thời tiết bây giờ nó thay đổi lắm. Đâu có phải đợi thuốc sâu rồi mới chết được. Tới số thì đi bắn muối thôi. Chứ không có sợ gì hết trơn á, nha. Quýt hồng chân Tết đó cả nhà. Ừ. Đó, trái này là trái quýt hồng chân Tết nè, đẹp không? Ừ. Quá trời cái vườn quýt trời, mê quá trời. Trời ơi, của người ta chứ chế làm gì chế biết trồng ba cái này. Chế đâu có mà giỏi dữ vậy. Chế mà trồng được gì chắc chế để dành không, chế không có bán đâu. Cả nhà thấy mê chưa? Đó, quýt nè, thấy chưa? Quýt Tết nha cả nhà. Không, chế không có bán hội chợ Sài Gòn. Tôi mê quá trời. Báo nè. Lôi Bảo vừa ăn quýt, vừa bẻ quýt, vừa hái quýt. Trên cành quýt Bảo bận cái áo màu cũng chống cháy quýt luôn. Sao mà hôm nay trùng hợp dữ vậy ta? À, đây. Bảo ăn quýt, hái quýt, mặc cái áo giống quýt luôn. Đó, đẹp không? Đây. Khuôn bánh giò mua chỗ mấy chỗ mà bán ấy đó, bán à. Cảm ơn Phương Hồ. À, tối nay về gửi nha. Áo dài Ngọc Ân, tối nay về gửi hàng. Tính để làm bánh mặn gửi luôn nè. Phan Phan Đại. Thôi bây giờ chế bye bye cả nhà, chế chụp hình chút đi. Chế livestream cho mọi người xem nhiều quá. Bây giờ để chế vô vườn quýt chế chụp hình, chế tạo dáng đăng đăng Facebook lên nè. Nha. Ngọt lắm. Ok, tối về chế gọi nghe áo dài Ngọc Ân. Thôi chế máy bay cả nhà để chế chụp hình đi. Để chế đăng Facebook nữa chứ chưa có tấm hình nào hết trơn á. I love you mọi người. Tết nay chế sẽ bán quýt nha. Ai mua quýt chế gửi nha. Từ 10kg trở lên nha. Bye bye, bye bye, bye bye. I love you, I love you.